Chào các bạn, hôm nay mỹ phẩm Nam Lê hướng dẫn các bạn sử dụng siêu phẩm dưỡng trắng trị nám CNC Hàn Quốc 6 trong 1 nhé. Buổi sáng, bước 1, các bạn dùng sữa rửa mặt. Bước 2, dùng serum, thoa đều serum lên da. Sau đó lấy máy đi dưỡng chất, di đều trên da, cho serum thấm sâu vào bên trong da. Bước 4, các bạn dùng kem ngày. Bước 5, dùng kem chống nắng. Kem chống nắng của bộ CNC này rất là mịn, bật tông và che được khuyết điểm. Buổi tối, bước 1, các bạn dùng sữa rửa mặt. Bước 2, dùng serum. Các bạn cũng làm giống như bước hồi sáng, lấy máy đi dưỡng chất, di đều trên da. Bước 4, dùng kem đêm.